coi là cuộc rước đàn đồng tế khai mạc phần chầu lượt của giáo sứ Hữu Vi thuộc giáo phận Thái Bình. Thank you.
đã đến giờ Thiên Chúa được tôn vinh. Và hôm nay chúng ta quy tụ nhau trong ngôi nhà thờ giáo xứ Hữu Vi để chúng ta chầu thay mặt giáo phận, khai mạc tuần chầu thay mặt giáo phận. Và đây cũng chính là thời điểm chúng ta tôn vinh Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, và đặc biệt chúng ta ca ngợi tôn vinh tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta. Mặc dù vẫn trong thời gian chúng ta ý thức giãn cách cộng đồng về dịch bệnh Covid, cho nên chính vì vậy mà tuần châu của giáo xứ hôm nay, Hữu Vi năm nay cũng không dám mở rộng, và chúng ta cũng âm thầm nhỏ bé để chúng ta suy tôn và tôn vinh Chúa Giêsu Thánh Thể. Đặc biệt là chúng ta đến lúc ở nơi nguồn Chúa Giêsu Thánh Thể, động lực sống, tình yêu sống cho cuộc sống của mọi người chúng ta. Và trong tâm tình đó, chúng ta cùng hướng đến để dâng hiến tương thánh lễ một cách sâu xa. Và trước nhất chúng ta thành tâm xin Chúa thứ hai những lần lỗi cho chúng ta. Tôi thua